nước tăng lực number one chanh và dâu cuộn trào sảng khoái bật tốt năng lượng. Quý vị thân mến, như vậy là chương trình Siêu Bất Ngờ đã quay trở lại với quý vị khán giả thân thương của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình hân hạnh nhận sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Number One chanh và dâu cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thấy không, trên sân khấu hiện tại là rất là đẹp lung linh ha. Rất tất cả đẹp mọi à? Thứ đều thay đổi. Em rất thích. Chỉ có hai MC là không thay đổi. Đúng rồi. Làm sao đổi được? Tại sao vậy á? Tại vì khán giả yêu thương mình quá. Đúng rồi, duyên dáng quá mà. Duyên dáng quá mà. Em tự khen luôn hả? Em không biết nhột anh ơi. Em không biết nhột anh ơi. Thưa quý vị, từ mùa 1 tới mùa 2 bây giờ vẫn chưa hiểu luật phải cầm giấy đọc. Không thật phải... ra em cố tình làm như vậy để cho cái gì khán giả cười. Sao? 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 Cầm giấy đó mới gì cười. Tại vì không rành tiếng Việt đúng không? Hãy thú nhận đi. Em tiếp tục chương trình anh. Tiếp tục chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ nói về luật chương trình. Luật như thế nào? Mùa này có nhiều cái khác biệt với quý vị nha. Nhiều cái thay đổi mà tạo nên kịch tính của chương trình. Đúng rồi. Chương trình Siêu Bất Ngờ là chương trình thử tài phán đoán của người chơi. Chúng tôi tổng cộng có 6 vòng. 3 vòng đầu tiên thì y như cũ thôi. Người tài năng của chúng tôi sẽ xuất hiện và các bạn phải đoán là ê, đây là thật hoặc là giả. Nếu thật thì quay lại, còn không thì đừng quay lại. Còn vòng thứ tư, em chưa thuộc, xin mời anh Giang. Hào lao dễ sợ. Thưa quý vị, ở vòng thứ tư chúng tôi sẽ có một cái vòng mặt nạ. Tài năng chúng tôi xuất hiện với một chiếc mặt nạ trên khuôn mặt đầy bí ẩn. Dạ. Sau đó mỗi người hỏi được một câu duy nhất. Dĩ nhiên trong chương trình này, những người đoán đúng quay lại thì mới được xem biểu diễn, còn những người khác vui lòng về nhà xem TV sau vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn em. Vòng thứ 5 gọi là vòng đối đầu, sẽ có hai tài năng. Nhiệm vụ của những người chơi là tìm ra ai là người thật. Vậy là một người là giả và một người là thật. Đúng vậy. Dạ. Nhưng cái sự hấp dẫn nằm ở vòng cuối cùng, ở vòng số 6. Là gì anh? 4 tài năng xuất hiện. Chúng ta phải tìm người thật trong những người giả hoặc là người giả trong những người thật. Tức là tìm một người khác nào biệt đó nhất. Khác biệt. Đó, và đặc biệt ở vòng này, những người chơi sẽ được đặt cược bằng cách cầm trên tay thiên thần hộ mệnh, sẽ được đặt cược 50% số tiền mà người đó đang có. Đây, thiên thần hộ mệnh của chương trình. Wow! Đây là thiên thần, còn đây là thiên gì anh? Hai đều là thiên thần. Hai cái đều là thiên thần luôn. Để mặt tươi không biết ai thiết kế ra mấy cái hình đẹp quá trời đẹp. Hình này cũng đẹp, xinh xắn, trời con bé con nhà ai mà đẹp dữ vậy trời. Đó. Anh cũng đẹp trai lắm á anh, mà sáng sủa dễ sợ. Quay tiếp tục. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời tới đây những nghệ sĩ trẻ tài năng của showbiz. Họ là những người mới bước vào nghề ngày hôm qua thôi. Ủa vậy hả anh? Mới bước vào nghề ngày hôm qua, ngày hôm nay xuất hiện ở đây luôn. Ồ. Đầu tiên là một cặp đôi được gọi là tiên đồng ngọc nữ, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Thôi kể người nghe, đời lãng và điệp một chuyện tình cay đắng. Ai ơi, người của tôi đâu rồi? Lúc tôi còn khơi, tôi vẫn thường mộng mơ, vẫn thường mộng mơ, vẫn thường mộng mơ, vẫn thường mộng mơ. Trời ơi, đem chép thành bài thơ. Thôi đừng diễn sâu quá em ơi, ra đây. Trời đất ơi, đây một cặp tiên đồng một nữ mới bước vào showbiz. Người đàn ông 16 tuổi, người phụ nữ 15 tuổi. Cách đây 45 năm. Bạn nghĩ em nói chị 55 tuổi hả? Đâu không có. Chị Mỹ mới có 54 thôi. Nói về nghệ sĩ là đừng bao giờ nói về số tuổi. Đúng rồi. Nghệ sĩ là những người không có tuổi. Tuổi tâm hồn. Là sao? Tức là em năm nay em không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái tâm hồn của em lúc nào cũng nói em là 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi mà thôi. À vậy đó hả? Ủa, tâm hồn em nó xạo với chính lương tâm em luôn hả?
Mà sao có cái vụ mà đi ra cái người tựa bên đây người tựa bên kia như hồi xưa học sinh đi học gì đó mà không phải thích nhau nha, không học thuộc bài bị thầy cô bắt ấp mặt vô tường á? Không phải, tại mắc cỡ ở đó, giờ anh đóng vai ông già không à, mà đi với chị Mỹ, chị Mỹ nói là chị Mỹ thuộc cái bài đó nên là buộc lòng anh phải đóng vai điệp, chứ thật ra là có một người được bên kia đóng vai điệp mới là đúng vai của anh ta, và một người đóng vai Lan luôn nữa. Có điệp vai Lan luôn rồi, anh chị qua bên kia hãy đem qua bên đây mời cặp đôi Lan và Điệp đích thực. Lan, Lan, em khóc đi, khóc nữa đi Lan. Nếu mỗi giọt nước mắt em rơi làm rơi đi một phần nào trong lòng anh buồn rồi. Nếu dòng lệ kia có bôi xóa được kỷ niệm của những ngày qua, nếu bảo rằng em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi, còn bằng nhớ. Bên kia, đây đây là Lan đây. Trời, ông Điệp không biết ai là Lan luôn á. Rối, rối, rối luôn. Là cả đời em dương mang vào dòng khổ lệ. Gì vậy? Có định cho tôi đứng ở trọng luôn hay sao vậy? Đâu vậy? Gì vậy? Bình tĩnh, em hỏi chị đi đâu làm sao? Em chưa có tới lớp chị ra, chị đóng thí liệu mà. Trời ơi, thí liệu là thí liệu, nó muốn ra giờ nào nó ra kệ nó chứ. Ủa bây giờ mời tôi tới đây để chơi siêu bất ngờ mà mấy người bất ngờ không cho tôi bất ngờ sao? Bộ chỉ có Lan và Điệp thôi hả? Hát đi coi tôi hát. Nhưng được không? Thôi Liễu ơi em hãy quên đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Vô. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ngậm vang trong gió, ân nghĩa nặng quằn vai mà đã dối kia. Nghe chị Giang chị hát mà muốn xỉu luôn á. Chị gồng dễ sợ luôn vậy đó. Chị rặn ra từng chữ vậy đó. Nó đẩy lên tới tráng luôn rồi. Hồi chưa là chỉ là dân cái lương chuyên nghiệp á nha. Trời đất ơi, Giang em nói một cái câu gì thừa thải vậy? Hả? Chỉ là từ lò, từ gốc, từ mà đấy nơi... Đồng áo. Nơi sinh ra cắt rúng cho nhau là chị đã từ đó ra rồi. Nếu mà Lê Giang còn hát cây lương bây giờ chưa chắc gì Thoại Mỹ với Bình Tĩnh làm đầu chánh đó nha. Đúng vậy. Chẳng qua nhường thôi. Đó. Nói vậy chứ em đâu dám, em đâu dám qua mặt chị Mỹ rồi. Trời ơi, hôm nay bước ra cái... cải lương đã quý một vàng cải lương không từ trên xuống dưới không trừ chị thôi. Vậy là diễn hài biết rồi, quên rồi, qua hát không nổi rồi. Này, hát mà rặn cũng xỉu luôn á. Cái dây đợn lên trên tới ốc o chị sao chị hát nổi? Tôi cố tình á. Thấy chưa, tôi biết mà, tiệc có lâu ngày gặp anh đó, anh cũng vậy nghe Long, tại vì anh yêu em không được phải không? Trời ơi, này rồi trời, tự tin ghê vậy đó. Và sau đây một tràng pháo tay dành cho những nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Mời tất cả mọi người. Ở chương trình này có một cái điều mà ai cũng biết, đó là đúng thì được lãnh tiền, sai là bị ập bột, gọi là bị phạt. Như chúng ta đã biết, chị Lê Giang thân mến, đây là điều chị chờ đợi. Hình phạt đến từ những chàng trai sáu múi của chương trình. Ồ, hả dở. Trời đất ơi, tài cái đi. Dài quá. Sáu người đều nhau ha, bằng áo trắng rồi tính luôn Trường Giang nữa là rất là đẹp. Ồ, anh Giang là dễ thương mà anh chị. Các anh chị đừng đụng tới những cái nỗi đau mà em không muốn đó. Đừng có chê em lùng nữa. Chị Giang ơi, chị thấy em trai nào mà có tiềm năng là sẽ đứng cạnh chị nhiều nhất? Không, chị không thích em nào hết. Đúng, chị dễ dàng chính xác. Vì sao? Vì là thích bị... lành tạc đưa vô đầu chị. Người ta dùng cái từ là ập bột cho nó nhẹ nhàng, tạc vô đầu chị nói ghê quá. Rồi, cảm ơn các bạn, mời vào bên trong chuẩn bị. Ở đây trong năm vị khách mời của chúng ta có hai người đã có kinh nghiệm chiến đấu trong chương trình này, đó là chị Lê Giang và anh Hữu Quốc.
hãy cho những người còn lại một số kinh nghiệm nào, chị Lê Giang. Thì ở đây thì em đã chơi rồi, cho nên là em nhắn nhủ với chị Mỹ với lại Kim Tiểu Long và Bình Tinh, hãy cứ bình tĩnh đi, theo cái giác quan của mình mà mình đoán. Nếu mà trúng thì trúng, mà trật thì trật ha. Ủa là sao chị? Vậy là sao? Chị hỏi em cũng như không à. Giờ em cũng không biết luật chơi luôn á. Dạ. Em bị ụp bột bao nhiêu lần rồi? Dạ cũng hai. Còn riêng đối với Quốc á thì đây là lần thứ 3. Hai lần trước á thì may mắn là không có bị ụp bột. Nhưng mà cái điều quan trọng á là hãy lắng nghe con tim mình và nghe lời của Harry Quang. Đừng nghe lời Trường Giang thì các bạn sẽ đúng. Sao cái này em bị hoang mang vậy? Nghi quá. Không, mà bên đây có một điều rất rất là hay là cái bộ đồ đỏ, bộ đồ đen, bộ đồ xanh, bộ đồ trắng này mà ập bột lên là nó nổi, nổi bằng bật luôn á. Chị nổi nhất, tại vì chị cố tình chị bận cái áo hổ ông này để chị thấy trắng đen cho nó rõ. Lên cái màu mũi tiêu. Nhưng mà hồi nãy á, Giang nói với chị đó, chị ơi cái chương trình này vui lắm, mà chị phải được ướp bột thì chị mới cảm giác được cái sự thích thú của cái cuộc chơi này. Đúng rồi chị. Chị thì rất sợ, nhưng mà nghe em nó nói vậy cho nên chị tới đây chị cũng hy vọng là chị thử ướp bột nó ra làm sao. À chị sao? Muốn hả? Em làm liền bây giờ liền luôn. Rồi bây giờ tất cả sẵn sàng, mời các anh chị quay lưng. Kính thưa quý vị thân mến, tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cùng người dây lao trong giây lát. Chào mừng quý vị đến với chương trình Siêu Bất Ngờ. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên. Chàng trai sáu múi hít đất bằng một ngón tay. Xin mời. Quá dữ. Tân nắng à. Đây là người đàn ông có khả năng hít đất bằng một ngón tay. Thật hay là giả đây? Mình có thể giới thiệu sơ lược được không? Em tên là Trần Hoàng Phúc, em 19 tuổi. Và em là người có khả năng hít đất bằng một ngón tay. Bây giờ ai muốn hỏi gì hỏi, xin mời. Em ơi, chỉ là một ngón tay rồi tất cả con người của em nâng lên hết hả? Dạ đúng ạ. Cái chân em để đâu hả em? Dạ hai chân dang rộng hơn vai ạ. Em bao nhiêu ký luôn? Dạ em 75 kg ạ. 75 kg, nhưng mà cho anh hỏi là một lần em hít một ngón tay gì mà em hít được bao nhiêu cái? Kỷ lục của em tay trái là 10 cái ạ. Rồi tay phải? Dạ tay phải là 6-8 cái ạ. Trong cái bàn tay mình có 5 ngón là anh dùng ngón nào anh? Dạ ngón cái ạ. Thỉnh thoảng dùng ngón út nữa. Ngón út là té luôn đó. Với kinh nghiệm của một người 10 năm tập thể hình mà để có cái con chuột nó sừng sững như vậy, hiện nay cơ bụng em là 6 múi thiệt phải không? Hay là dồn lại cục giống Trường Giang? Dồn lại cục giống Trường Giang. Nữa. Sao có đem thân thể tôi ra mà bàn tán hoài vậy? Nhà bây giờ nè, Kim Tiểu Long với Thoại Mỹ với Bình Tinh, theo tôi ba bạn nên chấp nhận đây là sự thật. Chọn đi. Chấp nhận luôn hả? À, quay là, qua đi. Là sao anh Quốc? Anh quay Quốc hiểu em quay qua hả? Ừ, cái bạn này đúng đó. Nói chung là em thấy cái ngoại hình của anh này á là cơ bắp, cái cơ ngực cũng đầy. Em cao 1 mét mấy vậy Cương? Dạ em cao 1m82 ạ. Mình chưa có chỗ mã đầy đủ thì làm sao mình tập từ nhỏ được? Được chứ chị. Mình tập sớm quá là mình bị lùn luôn á. Chị ơi, thì đừng nói là tập sớm quá bị lùn, em có tập đâu em cũng lùn nè. Anh Long ơi, anh Long. Hả? Mình phải tập trung tư tưởng, có nhiều khi có những cái câu hỏi để đánh lạc hướng mình á, anh Long. Đúng hiểu vậy. Không? Và cũng đừng nên tin những người đàn anh đàn chị kế bên mình. Thôi cho hỏi đi, nếu mà tập lên cơ á, thường thường á thì em ăn những cái gì? Dạ em sẽ thường ăn những thức ăn có protein cao ạ, giống như là thịt gà, thịt bò. Có ăn chuối không? Dạ có. Có ăn trứng gà không? Dạ có. Bây giờ nè, đừng nói gì thêm nữa, hãy thể hiện đi. Rồi. Đây. Trời ơi, em dở cái này lắm. Em làm hai tay nha. Chắc em hai tay luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. A-i-a-o. Hiện tại trên sân khấu là hai người đang vật tay với nhau. Trời ơi. Người này chỉ dùng một ngón duy nhất. Harry nguyên body. Vẫn không thắng được người ta. Em làm tới đây được rồi. Rồi. Mệt quá. Các anh chị thân mến, đây là người đàn ông có khả năng hít đất bằng một ngón tay hay là không? Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Chị Lê Giang thân mến ơi, chị hợp với tuổi gì? Chị hả? Tí Sửu dần mèo tình thì chị hợp với tuổi Thân. Trời ơi, thằng bé đến sau chị tuổi Thân đó. Quá hợp luôn, chúc mừng chị. Hy vọng chị sẽ chiến thắng ở vòng này.
Và bây giờ 5 giây còn lại suy nghĩ. 5 4 3 2 1. Vách ngăn bắt đầu chạy. Có quay lại hay là không? Và bây giờ đằng sau quay. Bình tĩnh quay lại. Nếu như chính xác, một mình Bình tĩnh mang về 5 triệu đồng. Wow. Nếu như không chính xác, những người còn lại sẽ được chia đều là mỗi người là 1.250.000 đồng. Như vậy là 5 triệu đồng đã thuộc về những người không quay lại. Không quay lại. Kệ chúng ta không phải. Bình tĩnh ơi, em ổn sớm chị cưng. Kim Tiểu Long với Thoại Mỹ với Bình Tĩnh, theo tôi ba bạn nên chấp nhận đây là sự thật. Chọn đi, quay qua đi. Chào sớm sớm quá vậy Bình Tĩnh. Rồi cảm ơn các bạn. Bình Tĩnh, tại sao quay lại vậy? Thôi anh đừng lại gần em. Hỏi thiệt tại sao quay lại? Tại vì tự nhiên em có một cái cảm giác á, là cảm giác cái gì này... quay lại được ăn cả ngã về không đúng không? Một là được hết, hai là không được gì đúng không? Bên cạnh đó là Bình Tĩnh là thích mấy anh sáu muối nữa. Không phải thích mấy anh sáu muối, thích được nhìn anh sáu muối nè chứ gì nữa. Anh Quốc sao anh không quay lại? Anh thấy nó vô lý quá à. Tại vì nếu mà tập mà để mà có sáu múi á, mà tập một ngón không bao giờ lên nổi đâu. Và cũng không ai tập thể hình từ lúc 8-9 tuổi hết trơn á. Đó. Không, chị Mỹ nói cũng ok đấy, mà chị bớt điệu lại. Bớt điệu lại sẽ hay hơn. Chị Giang, với thể hình hiện tại của chị có thể hít được trên ngón tay của chị không? Không cưng. Chứ chị làm được gì? Chị không có làm được gì hết trơn á. Và chị tin chắc rằng cái sự đoán của chị là rất là đúng, là tại vì đâu có cần sáu múi mà tập thể hình gì, tới chừng là tới hết là hết à. Chị biết mình đang nói gì không? Không biết. Cảm ơn chị. Anh Long cho anh không quay lại. Tại vì anh cũng đi tập nhưng mà anh hai tay mà anh hít còn không muốn nổi. Huống hồ chi tập một tay mà hít cả chục năm nay không tin. Anh Long, em nghĩ là có đôi khi từ nhỏ tới lớn thì nó sẽ có kỳ tích chứ. Không, cái đôi khi nó đã làm cho em đúng rồi. Cái gì tột lên trên đầu rồi đó. Rồi. Như vậy là chỉ có một mình chị Bình Tĩnh là đã quay lại thôi. Thì bây giờ bạn giới thiệu bản thân mình cho chị Bình Tĩnh nhé. Em xin tự giới thiệu, em tên thật là Trần Hoàng Phúc. Em là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và em không phải là người hết đất bằng một ngón tay. Trời, em làm chị đau lòng. Cảm ơn em đã đến với chương trình.